Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì như lúc đầu mình đã demo cho các bạn đó, trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 theme về chủ đề GoBot nha. Thì các bạn có thể truy cập vào bên trong chủ đề và các bạn sẽ thấy những cái theme này ở đây nè, Crimson Warning nè. Thì dưới này nó đều có những cái giá của nó ở đây nha. Đây nè, Kyber nè. Rồi, theme Magic Mecha này cũng là một trong những cái theme mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong hôm nay nha. Future Fantasy nè. Rồi, để mang được những cái theme này lên trên những dòng thiết bị của các bạn đó thì các bạn cùng thực hiện theo video với mình nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem cái phiên bản chủ đề mà mình đang thực hiện trong video. Thì đây là phiên bản chủ đề Global nha các bạn, 2.2.3.4 Global. Thì cái đây là bản chủ đề của Global đó, thành ra là các bạn sẽ tìm những cái theme này thì các bạn sẽ tìm ra. Và bên trong cái chỗ mà chủ đề của mình nè thì đã có sẵn 5 cái theme này. Bây giờ mình sẽ tiến hành xóa hết 5 theme này và mình sẽ cài đặt lại từ đầu cho các bạn xem và dễ hình dung nhé. Trên máy của các bạn thì các bạn cũng làm theo mình nhé. Các bạn nhấn giữ vào cái ứng dụng chủ đề trên máy của các bạn, bấm vào thông tin ứng dụng. Thì chỗ này nó sẽ có cái tùy chọn xóa dữ liệu nè. Nhưng mà trước khi mà các bạn tiến hành xóa dữ liệu, các bạn cũng lưu ý nha. Khi mà chúng ta bấm vào xóa dữ liệu, xóa tất cả dữ liệu của cái phiên bản chủ đề, thì những cái theme mà các bạn đã tải trong máy nó sẽ mất hết. Thành ra là các bạn sẽ lưu lại cái tên nó nha, để chúng ta có thể tìm và tải lại sau này đó. Bây giờ mình sẽ xóa nè. Rồi, trở ra, vào lại phiên bản chủ đề nhé. Thì như các bạn đã thấy đây nè, mình đã xóa hết, không còn cái phiên bản chủ đề nào bên trong đây cả. Và ở dưới này cũng không có chỗ thêm cái chỗ MTZ nha các bạn, vì đây là phiên bản theme của Global, nó không có cái chỗ thêm MTZ. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lần lượt để có thể đưa 5 theme này vào bên trong cái chủ đề nhé. Lúc này các bạn sẽ truy cập vào cái link trong phần mô tả video này nhé. Các bạn tải về giúp mình một cái file, nó có tên là theme và cái đuôi là .bak nha. Cái dung lượng khoảng tầm 191MB. Và các bạn sẽ tiến hành lưu nó trên máy của bạn nha. Nhưng mà các bạn nhớ cái chỗ mà chúng ta đã lưu. Thì sau khi mà chúng ta đã tải cái file đó về và để bên trong của cái điện thoại đó, thì bây giờ các bạn sẽ truy cập vào cái chỗ mà thiết bị của tôi nha. Các bạn truy cập tiếp vào chỗ sau lưu và khôi phục hoặc đặt lại nè. Bấm vào chỗ thiết bị di động. Chúng ta sẽ vuốt cái mật khẩu ở đây. Và cái chỗ này các bạn tắt hết những cái dấu tích này đi nha. Cái chỗ mà dữ liệu ứng dụng hệ thống nè, cái chỗ mà dữ liệu ứng dụng hệ thống này các bạn bấm cho nó sổ cái danh sách xuống. Và chúng ta sẽ chọn vào cái chỗ chủ đề ở đây. Và chúng ta sẽ bấm sau lưu nhé. Rất là nhanh chóng thôi, nó đã sau lưu xong. Chúng ta trở ra nhé. Bây giờ các bạn sẽ vào tập tin nè. Các bạn sẽ vào tập tin, các bạn vào cái đường dẫn là MIUI Backup On Backup. Và chúng ta sẽ tìm theo ngày nha. Thì ở đây nó mã hóa theo những cái thông tin như vậy nè. Ngày 7/6/2023 là bữa nay nè. Thì các bạn có thể nhìn đây nha. Những cái đằng trước này là cái ngày tháng mà chúng ta backup đó. Các bạn chọn đúng cái thư mục mà chúng ta backup nhé. Thì ví dụ như đây mình vừa backup xong, thì nó sẽ có cái chủ đề và cái đuôi.bak như thế này. Bây giờ các bạn nhấn giữ vào cái file đuôi.bak này. Chúng ta bấm thêm, đổi tên. Và các bạn sẽ chọn tất cả cái tên của nó nha. Chọn tất cả luôn, kể cả cái đuôi.bak, và chúng ta sẽ sao chép nó lại. Rồi chúng ta hủy đi. Nhớ cái chỗ này nha. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái chỗ mà các bạn đã tải cái file mà ở bên trong phần mô tả video đó. Thì cái file đó mình lưu ở đây nè. Đây, cái file lúc nãy chúng ta tải nè. Bây giờ chúng ta nhấn giữ vào nó. Chúng ta bấm đổi tên nha. Và các bạn xóa hết cái tên của nó đi. Chúng ta sẽ dán cái tên mà chúng ta vừa copy của cái file bên kia vào đây. Bấm OK. Thì lúc này từ chữ theme nó đổi thành chữ chủ đề. Bây giờ các bạn sẽ nhấn giữ vào. Chúng ta sẽ chọn sao chép nha. Và chúng ta sẽ dẫn cái đường dẫn nó tới cái chỗ mà chúng ta lưu cái file backup lúc nãy đó. Bộ nhớ trong nè, MIUI Backup On Backup. Và tìm tới cái ngày mà chúng ta backup cái chủ đề lúc nãy nha, 7/6 nè. Rồi chúng ta dán đè nó vào đây. Chúng ta sẽ thay thế nó. Lúc này cái file gốc của nó chỉ có vài mê, nó đã được thay thế bằng cái file backup 191MB. Giờ chúng ta trở ra, vào lại cài đặt. Và các bạn sẽ vào thiết bị của tôi. Chúng ta sẽ vào tiếp sau lưu khôi phục hoặc đặt lại. Lúc này thì chúng ta không cần quan tâm bên đây, mà chúng ta sẽ bấm qua khôi phục. Và chúng ta chọn tới đúng cái ngày mà chúng ta đã đưa file backup vào. Đây 7/6. Đây chủ đề này các bạn. Chúng ta sẽ bấm khôi phục nha. Đợi chút xíu cho nó chạy khôi phục những cái theme nhé. Rồi 100% thì chúng ta vẫn hoàn tất và thoát ra. Bây giờ chúng ta mở cái ứng dụng chủ đề lên nha. Thì
Như các bạn thấy nè, bên trong chủ đề nó đã xuất hiện 5 cái thêm này rồi nè. Lúc nãy chúng ta đã xóa rồi, nhưng mà chúng ta bắt up lại và chúng ta restore nó lại thì các bạn sẽ thấy xuất hiện những cái thêm đó vào đây. Lúc này chúng ta chỉ cần lựa cái thêm để chúng ta áp dụng vào thiết bị thôi. Thì đặc điểm của những cái thêm này đó là bên trong cái icon của nó rất là màu mè, nhưng mà cái đẹp của nó là cái màn hình khóa đó các bạn. Cái màn hình khóa có những cái hiệu ứng động rất là đẹp như thế này. Mình sẽ cho các bạn xem lại cái phiên bản chủ đề mà mình đang cài trên máy nha. Phiên bản 2.2.3.4 Global. Đây là phiên bản của những cái dòng máy quốc tế đó các bạn, không phải của China nha. Thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa những cái theme này vào bên trong cái chủ đề quốc tế và chúng ta có thể áp dụng dễ dàng. Rồi, lúc này nó có một vấn đề cần lưu ý như thế này nè các bạn. Ví dụ như trên máy của các bạn đó các bạn không áp dụng được. Đây nè, ví dụ mình sẽ áp dụng cho các bạn xem. Đó, nó báo là xin lỗi hiện tại không thể kết nối tới máy chủ. Thì cách khắc phục rất là đơn giản thôi nha. Chúng ta sẽ trở ra nè. Thì cái vấn đề này nó liên quan tới cái chỗ mà tài khoản Xiaomi trên máy đó các bạn. Ví dụ như đây nè, mình có cái tài khoản Xiaomi đang đăng nhập vào cái ứng dụng chủ đề. Thì để khắc phục được cái vấn đề mà không thể kết nối với tới máy chủ, chúng ta sẽ vào cài đặt nha. Các bạn sẽ vào cái chỗ mà tài khoản Mi nè, chúng ta bấm đăng xuất ra. Lúc này nó đã đăng xuất ra rồi thì các bạn sẽ trở lại phiên bản chủ đề nha. Bên này nó đã đăng xuất cái tài khoản của chúng ta ra rồi nhé. Bây giờ chúng ta áp dụng lại nè. Đó, nó chạy áp dụng bình thường nha. Thì nếu mà máy của các bạn gặp cái lỗi mà không thể kết nối tới máy chủ thì các bạn đăng xuất cái tài khoản Mi ra nhé. Đăng xuất ra rồi thì chúng ta áp dụng và chúng ta đăng nhập lại bình thường. Thử lại với những chủ đề khác nữa nhé. Áp dụng được. Đó, các bạn có thể thấy thì đều áp dụng được nha. Và vẫn là trên phiên bản chủ đề Global nhé. Rồi, thì mình đã chia sẻ cho các bạn 5 thêm về chủ đề mà Gobot với cái hiệu ứng trên màn hình động rất là đẹp như thế này. Thì nếu mà các bạn yêu thích cái chủ đề này thì có thể thực hiện theo video để mang những cái theme này lên trên những dòng thiết bị Xiaomi của các bạn nhé. Video này của mình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé.